Xin kính chào quý vị đã quay trở lại với kênh đọc sách của Lê Hoàng Hải. Hôm nay Hải sẽ giới thiệu cho quý vị những cái cách để chúng ta sử dụng những chuỗi hạt mala trong việc thực hành Phật giáo Kim Cương Thừa hàng ngày. Thì đối với tất cả mọi giáo đồ của Phật giáo thì những cái chuỗi hạt, những cái chuỗi tràng đều rất là quan trọng, và nó là một cái hình ảnh dường như là tượng trưng cho toàn thể các tín đồ Phật giáo và thể hiện cái đạo hạnh tu hành của người đó. Và khi mà chúng ta nhìn thấy những người cầm chuỗi hạt trên tay là chúng ta đã nhận ngay ra rằng đó là những tín đồ của Phật giáo. Và bây giờ Hải muốn chia sẻ một chút những cái kinh nghiệm và cái hiểu biết nhỏ nhoi của mình về việc sử dụng những chuỗi hạt, chuỗi tràng hạt mà tiếng Tây Tạng gọi là mala, trong cái việc thực hành cái truyền thống Kim Cương Thừa hàng ngày. Trước tiên thì chuỗi hạt mala, hay là gọi là chuỗi tràng hạt theo kiểu gọi của Việt Nam, nhưng mà cái chuỗi tràng hạt mala theo cái truyền thống của Kim Cương Thừa thì nó sẽ có những thiết kế đặc biệt, những thiết kế riêng biệt để phục vụ cho việc mục đích đếm các túc số của thần chú một cách khác, và cái cách lần hạt, lần chuỗi tràng hạt nó cũng khác biệt. Thứ nhất, một cái chuỗi tràng hạt mala bao gồm 108 viên. Tuy nhiên nó không được tính vào cái hạt mẫu châu. Hạt mẫu châu là hạt này. Sở dĩ hôm nay Hải quay để cái màn hình gần hơn là để cho mọi người có thể nhìn rõ hơn những cái pháp khí này. Chuỗi tràng hạt là một pháp khí không thể thiếu trong việc thực hành truyền thống Kim Cương Thừa. Và bao giờ nó cũng gồm một chuỗi hạt mẫu châu, hay còn gọi là guru, nó có 3 lỗ dùng để xỏ và thắt hai cái đường nút ra bên ngoài, và những hạt còn lại gọi là hạt kim cương hộ pháp. Và trước tiên, mỗi khi để bắt đầu hành trì truyền thống Kim Cương Thừa thì chúng ta sẽ đưa chiếc tràng hạt này lên, và sau đó chúng ta sẽ nhìn vào kết cấu của nó. Đây là những cái đếm túc số. Những cái đếm túc số này gồm có hai bên. Hải sẽ để gần lại cho mọi người nhìn thấy. Và mỗi bên nó sẽ có một cái chuông và một cái chày kim cương. Và mỗi một bên này nó đều có 10 cái hạt để chúng ta đếm túc số. Tức là như nào? Những cái hạt đếm túc số này nó như nào? Trong truyền thống của Trung Hoa, những cái tín đồ của Tịnh Độ Tông thì sẽ không có những cái đếm túc số như thế này. Chúng ta sẽ thấy những cái này ở khắp nơi trong truyền thống của Kim Cương Thừa. Vậy nó được sử dụng như thế nào? Tức là khi chúng ta lần chuỗi hạt, chúng ta sẽ lần từ trái sang bên phải theo chiều của kim đồng hồ, mẫu châu ở đây, và chúng ta sẽ lần từ đây sang đây. Và khi chúng ta lần chuỗi hạt, trong truyền thống của Kim Cương Thừa nó có 4 hoạt động của một vị Phật, đó là hàng phục, tức tai, kính ái và tăng ích. Thì khi hàng phục, nếu như chúng ta sử dụng các phép hàng phục thì chúng ta sẽ lần bằng cái ngón út. Lần bằng cái ngón út như thế này. Chúng ta sẽ lần hạt bằng cái ngón út như thế này. Và nếu mà kinh ái, tức tai, phải xin lỗi, hàng phục, tức tai thì chúng ta sẽ dùng ngón này. Kinh ái chúng ta sẽ dùng ngón này. Và tăng ích chúng ta sẽ dùng ngón này. Và khi chúng ta lần hết được một vòng thì chúng ta sẽ kéo một cái sợi này ra để chúng ta đếm, là chúng ta đã xong được 108 biến. Và chúng ta hết 10 cái hạt này thì chúng ta sẽ kéo sang một cái hạt này. Tức là khi hết 10 cái hạt này thì chúng ta đã tròn đủ 10.800 biến. Quý vị hiểu ý Hải không ạ? Tức là khi chúng ta lần xong một chuỗi hạt, một vòng, tức là 108 lần, thì chúng ta sẽ kéo một cái này sang. Chúng ta lần tiếp quay trở lại thì chúng ta sẽ kéo tiếp cái này sang. Và khi kéo hết cái này 10 cái này sang bên này thì chúng ta tiếp tục kéo một cái sang bên này. Và khi chúng ta quay trở lại đếm túc số, chúng ta lại kéo tiếp cái này sang bên này. Và khi đã tất cả những cái này sang bên này rồi, tất cả những cái này đã sang bên này rồi, thì chúng ta kéo tiếp cái phần này sang. Và khi chúng ta lần tràng hạt
thì chúng ta lần từ bên tay trái sang bên tay phải đúng một vòng như thế này. Và đến đây thì chúng ta không được phép vượt qua cái hạt mẫu châu. Vì cái hạt mẫu châu, hạt guru này là đại diện cho cung điện của cái vị bản tôn mà chúng ta thực hành. Cho nên là chúng ta không được phép. Và chúng ta ngay lập tức chúng ta phải lật ngược trở lại và chúng ta lại đi tiếp. Hết một vòng. Và đến hạt mẫu châu thì lập tức lại quay hạt trở lại. Không được lần qua cái hạt chuỗi to này. Đấy là truyền thống của mật giáo. Và trước khi bắt đầu thực hành, chúng ta sẽ sử dụng chuông với chày kim cương. Theo nguyên tắc, chày sẽ dùng được cầm ở bên tay phải và chuông sẽ được sử dụng ở bên tay trái. Và trước khi bắt đầu mọi buổi lễ, chúng ta sẽ lắc chuông như là để báo hiệu cho tất cả những tinh linh thế tục và các vị hộ pháp biết rằng chúng ta đang bước vào thực hành, chứ chúng ta không có tụng thần chú ngay lập tức. Như thế, nếu như chúng ta tụng những câu thần chú phẫn nộ thì sẽ khiến những tinh linh thế tục họ bị ngất đi. Cho nên trước khi bắt đầu thực hành, chúng ta sẽ rung một hồi chuông và niệm câu thần chú kim cương Om A Hung nhiều lần. Vừa để cho chúng ta quán tưởng chư vị bản tôn trước mặt và cúng dường rất nhiều điều lên các vị, cúng dường rất nhiều thứ lên các vị. Và một mặt cũng để báo hiệu cho những tinh linh thế tục, các vị thổ địa và các vị thiên địa, các loài không hành la sát và các loài địa hành la sát biết được rằng chúng ta chuẩn bị thực hành mật chú. Bởi vì khi chúng ta thực hành mật chú, những cái không gian xung quanh của chúng ta nó sẽ thay đổi và nó mang một cái trường năng lượng rất là khủng khiếp. Cho nên là khi chúng ta thực hành, chúng ta phải báo động cho họ biết bằng cách rung chuông trước. Sau đó, để thực hành cùng với cả chuỗi mala, thì chúng ta sẽ cầm chuỗi mala lên bên trên tay trái của mình. Chúng ta sẽ xếp gọn lại ở trong lòng bàn tay. Sau đó bên tay phải, chúng ta vẫn tiếp tục cầm chày kim cương. Sau đó chúng ta sẽ dùng câu thần chú gia trì tràng hạt, tụng câu thần chú đó 7 lần và thổi 3 lần vào tràng hạt. Câu thần chú đó là Om Rudra Mani Pawardanaya Swaha. Đó, quý vị tụng câu thần chú đó 7 lần, sau đó thổi vào tràng hạt gia trì. Sau khi đã tụng xong cái câu thần chú để gia trì tràng hạt, thì mỗi khi quý vị lần một tràng hạt thì cái công đức của cái biến số đó nó nhân lên 100.000 lần. Cho nên cái câu thần chú này rất là quan trọng. Trước khi thực hành, quý vị phải gia trì tràng hạt. Thì cái việc chuỗi hạt không phải chỉ là phục vụ cái việc cho chúng ta đếm túc số, mà nó còn khiến các biến số của chúng ta nhân lên hàng trăm nghìn lần. Đấy là cái câu thần chú đầu tiên chúng ta sử dụng. Chúng ta tịnh hóa và tăng trưởng cái năng lực của chuỗi hạt. Còn tiếp theo, đó là chúng ta sẽ tiếp tục, sau khi chúng ta đã gia trì xong, thì chúng ta sẽ duỗi cái tràng hạt này ra. Và sau đó chúng ta sẽ sử dụng cái câu minh chú làm tăng trưởng công đức 100.000 lần. Cái câu chú đó là Om Sambara Sambara Bimana Sara Mahayawahum. Xin lỗi vì Hải không có nhớ kỹ lắm, bởi vì trước khi hành trì Hải đều hay dở nghi quỹ ra để đọc. Thì sau khi đã trì tụng cái thần chú tăng trưởng công đức đó xong 7 lần, chúng ta lần vào cái tràng hạt của chúng ta 7 lần, thì tất cả mọi công việc thiện hạnh của chúng ta trong một ngày sẽ nhân cái công đức đó lên 100.000 lần. Quý vị hiểu không? Cái câu thần chú đầu tiên khi chúng ta gia trì tràng hạt thì nó sẽ khiến cho cái túc số của ta nhân lên 100.000 lần. Còn cái câu chú thứ hai khi chúng ta tụng thì nó sẽ khiến công đức của chúng ta nhân lên 100.000 lần. Và khi chúng ta bắt đầu vào việc thực hành, chúng ta trì tụng các câu minh chú của bản tôn, thì bao giờ tay trái của chúng ta cũng sẽ cầm chuỗi và tay phải của chúng ta sẽ cầm chày kim cương. Chúng ta liên tục như này. Ví dụ như chúng ta tụng thần chú Om Mani Padme Hum thì chúng ta tay, và khi chúng ta cầm chày kim cương thì chúng ta sẽ cầm, chúng ta không có cầm như thế này, chúng ta không có cầm theo cách nào khác mà chúng ta sẽ cầm như thế này. Cái ngón tay cái và cái ngón trỏ này, này sẽ để ở đây, và chúng ta sẽ để cái chày kim cương ở dạ ở chính giữa tim của chúng ta. Chúng ta sẽ bắt đầu lần chuỗi Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, như thế, và áp dụng cho tất cả mọi loại thần chú khác nhau. Đây là cái chuỗi hạt mà Hải vẫn thường dùng để hành trì hàng ngày.
còn một cái nữa, đây là một cái chuỗi hạt, đây là một cái chuỗi Hải dùng hành trì hàng ngày nhưng nó là ở một dạng đơn giản. Còn đây, cái này Hải mua ở tại Tây Tạng, thì chúng ta sẽ thấy nó được chia ra rất là nhiều vòng, nó chia ra rất là nhiều những cái đoạn khác nhau. Ở đây cũng có cái đếm túc số, và ở đây, ở những cái đoạn này, đặc biệt ở đây, rồi 4, 6, 8, 10, đến cái chỗ này là 27 viên. Thì đây nó là một cái đánh dấu. Người Tây Tạng, cái cách chúng ta hành trì là tùy theo ý của chúng ta. Có thể chúng ta trì tụng các câu mật chú liên tiếp hết một chuỗi, rồi là hai chuỗi một vòng, rồi là hai vòng. Tuy nhiên là những cái đôi khi chúng ta gặp những cái chuỗi hạt mà nó có cái điểm ở giữa như này là để phục vụ cho những cái hành giả, họ chỉ thực hành mật chú đến đoạn này. Sau đó đến đoạn này họ sẽ tụng một bài tán tụng để ca ngợi vị bản tôn đó. Sau đó họ mới tiếp tục hành trì tiếp theo. Và đến đoạn này họ lại tiếp tục tụng một bài nguyện để ca ngợi bản tôn. Tức là tiếp tục như vậy. Tức là nó tùy thuộc vào cái mục đích sử dụng của cái vị hành giả đó. Tuy nhiên là khi chúng ta hiểu, là những người hiểu biết, thì chúng ta biết được rằng là mỗi một cái điểm ở trên cái hạt, chuỗi hạt này là nó có ý nghĩa của nó. Và đây nó không phải là những cái mà chúng ta gọi là, chúng ta đừng có nghĩ rằng nó chỉ là vật trang trí bình thường, nó không phải là các accessory bình thường, mà nó đều có những ý nghĩa trong việc thực hành giáo pháp. Thì đấy là điều tiếp theo Hải muốn nói. Và nữa, đó là khi nếu như chúng ta không có chuông với trời kim cương, mà chúng ta chỉ có một cái hạt, chuỗi hạt không, mà thậm chí nó cũng chỉ là một cái chuỗi hạt bình thường, đại loại là như thế này, nó không có cái đếm túc số, nó cũng không có cái hạt để chia 27 hạt, thì chúng ta vẫn có thể thực hành bình thường, chúng ta vẫn có thể lần bình thường. Nhưng chúng ta chú ý, cái truyền thống kim cương thừa không cho phép chúng ta lần qua chuỗi này, không cho phép chúng ta lần qua cái chuỗi mẫu châu này, mà khi đến chuỗi mẫu châu này chúng ta sẽ phải ngược trở lại. Quý vị hiểu không ạ? Ví dụ như đây, khi lần chúng ta lần như thế này, lần như này đến đây đúng không ạ? Hải sẽ vòng lại như thế này để lần lại tiếp đó, chứ chúng ta không vượt qua cái hạt mẫu châu. Đấy là vấn đề thứ nhất. Khi chúng ta không có chuông với trầy kim cương thì chúng ta có thể lần chuỗi hạt bằng tay không. Chúng ta có thể để tay trái, cái tay lần hạt là tay trái, và tay phải có thể đỡ cái chuỗi hạt như thế này, và chúng ta lần, và đầu tâm chúng ta bắt đầu quán tưởng đến vị bản tôn, và chúng ta thực hành theo các nghi quỹ. Và điều tiếp theo nữa là nếu như chúng ta có thêm những cái pháp khí khác, chúng ta có thể kết hợp cùng với cả chuỗi. Và đặc biệt một cái pháp khí mà đã rất quen thuộc với cả cái truyền thống kim cương thừa, đấy chính là các kinh luân. Hải đang cầm ở đây, cầm trên tay mình cái kinh luân của Đức Liên Hoa Sinh. Thì khi mà chúng ta sử dụng tràng hạt trong việc thực hành, thì bao giờ tay phải của chúng ta cũng là tay để cầm các loại pháp khí khác, và tay trái lại là tay để cầm chuỗi hạt. Và chúng ta có thể tụng liên tục, bởi vì khi quay kinh luân, các mật chú sẽ phóng chiếu ra bên ngoài và làm tăng trưởng công đức. Khi chúng ta vừa lần tràng hạt vừa quay kinh luân, thì không chỉ có cái kinh luân bên trong có chứa hàng trăm nghìn mật chú được phóng chiếu ra ngoài, mà khi chúng ta kết hợp hai cái pháp khí này vào việc hành trì, thì chúng ta sẽ được cộng thêm 60% công đức nữa. Tức là cái việc chúng ta thực hành cả kinh luân, cả chuỗi hạt, thì nó sẽ khiến cho chúng ta đạt được rất là nhiều lợi lạc trong vấn đề thực hành giáo pháp. Ví dụ như chúng ta, đây là câu cái kinh luân của Đức Liên Hoa Sinh, thì chúng ta sẽ tụng chú của Liên Hoa Sinh, ví dụ như Om Mani Padme Hum, 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 Om Mani Padme Hum. Xong rồi sau đó chúng ta sẽ lần lại, và nếu như chúng ta mệt thì chúng ta có thể dừng, và nếu như ta không dừng thì chúng ta có thể đảo đầu. Nhưng mà tuyệt đối quý vị nhớ, cái tay bên trái là tay lần chuỗi hạt và không lần qua cái chuỗi mẫu châu. Và nhớ chú ý những câu thần chú để gia trì hạt, và câu thần chú làm tăng trưởng công đức, câu thần chú làm tăng trưởng
làm ra trì hạt, đó là Rudramani Pavartanaya Swaha. Còn câu thần chú để làm tăng trưởng công đức là Sambara Sambara Bimana Sara Mahayawahum Sambara Sambara Bimana Skara Mahayawahum. Thì quý vị phải nhớ những câu thần chú đó. Thì đấy là cách. Và đặc biệt nữa, cái truyền thống của Kim Cương Thừa của chúng ta khác với những truyền thống khác. Mỗi một vị bản tôn đều có những cái quy định khác nhau. Chẳng hạn như là quy định về chuỗi. Chẳng hạn như là đối với Đức Quán Thế Âm thì chúng ta sẽ dùng cái chuỗi hạt. Phải xin phép. Dùng cái chuỗi hạt của pha lê trắng. Hoặc là chuỗi hạt của ốc xà cừ màu trắng. Đức Quán Thế Âm chúng ta sẽ dùng những cái chuỗi hạt có cái màu như cái màu da của Ngài. Cái chuỗi hạt cái chuỗi hạt mà Hải hay hành trì này, Hải là Hải thường hành trì tất cả các vị bản tôn vào chung một chuỗi. Thế Hải không có phân biệt ra như thế. Tuy nhiên là theo cái truyền thống của Kim Cương Thừa thì mỗi một vị bản tôn sẽ có một cái cách, một cái loại chuỗi hạt khác nhau. Và đây là cái chuỗi hạt thiên đàn đỏ. Thì cái chuỗi hạt thiên đàn đỏ này của Hải rất là phù hợp để hành trì những cái vị bản tôn có màu đỏ. Ví dụ như là Tắc Minh Phật Mẫu, Kim Cương Du Già Phật Mẫu hoặc Kim Cương Hợi Phật Mẫu thì sẽ sử dụng cái chuỗi hạt có màu đỏ, có màu trên đan đỏ. Và những cái vị bản tôn trí tuệ như Đức Kim Cương Thù, như Đức Văn Thù thì chúng ta sẽ dùng màu vàng hổ phách. Và trên tay của Hải, trên tay của Hải đây là cái kinh luân Kim Cương Thủ. Tức là trong mỗi một cái kinh luân của Hải đều có các câu mật chú khác nhau. Bởi vì khi mà quý vị thỉnh kinh luân ở ngoài chợ hoặc là ở những cái shop bán vật phẩm phong thủy đó, thì những cái kinh luân ở đó bên trong chỉ có thần chú lục tự đại minh thôi. Tuy nhiên là trong cái video Hải nói về các kinh luân thì Hải cũng nói rõ ràng rằng là mỗi kinh luân của Hải thì đều ẩn chứa những cái mật chú khác, mật chú riêng biệt của từng vị bản tôn một. Và đây là cái kinh luân của Bồ Tát Kim Cương Thủ do Tu Viện Lung Ngon, dòng truyền thừa của Lama Sang phát hành. Thì để thực hành các vị hộ pháp thì Hải quy định, không phải Hải quy định, Hải xin lỗi, tức là các mật điển đã quy định rằng chúng ta sẽ dùng những loại chuỗi màu đen. Và nếu cái uy lực nó sẽ nhân lên rất là nhiều lần khi chúng ta sử dụng chuỗi kim cương đen. Kim cương ở đây là hạt kim cương, chứ không phải là cái viên kim cương. Đây là cái hạt kim cương của Ấn Độ. Hải thường sử dụng cái chuỗi hạt này cho cái việc thực hành các vị hộ pháp. Ví dụ như là Sư Diện Phật Mẫu, Tam Tôn Phẫn Nộ, rồi Vajrakilaya của ba kim cương, thì sẽ dùng cái chuỗi hạt kim cương này. Thì khi mà thực hành các vị hộ pháp thì Hải thường quay kinh luân của Kim Cương Thủ, bởi vì tất cả các vị hộ pháp đều phóng xuất ra từ Bồ Tát Đại Dũng Kim Cương Thủ. Cho nên là Hải, bất dù Hải có một cái niềm vui nho nhỏ, niềm vui riêng, đó là Hải thường quay cái kinh luân này mỗi khi thực hành các vị hộ pháp và lần cái chuỗi kim cương này. Thì đấy là cái vấn đề nhất. Vấn đề thứ hai nữa là khi chúng ta hành trì mà chúng ta cộng thêm tất cả những cái pháp khí vào thì chúng ta sẽ có một số những cái năng lượng đặc biệt. Thế cho nên là Hải khuyến khích mọi người thỉnh những cái kinh luân do các tu viện phát hành và có nguồn gốc rõ ràng, và điều đó sẽ bổ trợ rất nhiều cho cái việc thực hành của quý vị được trở nên trôi chảy và tốt đẹp. Mỗi một cái Hải lại có nhiều những cái kỷ niệm nho nhỏ. Chẳng hạn như là mỗi một cái tràng hạt của Hải thì nó lại mang nhiều kỷ niệm. Chẳng hạn như là cái chuỗi hạt này của Hải, cái chuỗi hạt này là hạt xà cừ, và Hải rất quý nó bởi vì trên thân của nó có cái viên di màu xanh. Viên di màu xanh chín mắt đại diện cho sự giác ngộ của chư Phật. Cái viên di này được thánh cốt của hộ pháp Sterima thánh nữ, thánh nữ Khandrola Sterima, thánh cốt của năm chị em hộ pháp Sterima ban tặng cho Hải.
Thì thực ra đó thì Hải không có phải là một người đam mê những cái viên thiên châu này đâu. Hải theo truyền thống kim cương thừa rất là lâu năm rồi, nhưng mà Hải thấy rằng là với Hải thì thiên châu nó mang một ý nghĩa khác, chứ nó không phải là mang cái tính chất là chỉ là những cái đồ trang sức. Nhiều người họ đến với kim cương thừa và họ coi gì như là một đồ trang sức, nhưng mà cái nguồn gốc ngay từ đầu của nó không phải là một cái đồ trang sức. Nó chính là những cái viên đá, những cái viên thiên thạch mà Đức Liên Hoa Sinh đã dùng vẽ lên những cái ký tự ở trên đó và dùng để trấn yểm những cái tinh linh gây hại cho giáo pháp ở khắp toàn bộ xứ Tây Tạng. Và sau này nó đã trở thành báu vật của Tây Tạng ở khắp mọi nơi. Và thường thường những cái viên di mà thực thực là viên di thật chứ không phải là giả, bây giờ họ làm giả nhiều lắm, và những cái viên di thật thường thường nó có giá lên đến hàng triệu đô la, và nó không có nằm ở đất nước Việt Nam đâu, nó cũng không nằm ở Tây Tạng mà hiện tại nó đang nằm ở Hoa Kỳ. Đó mới là những cái nơi mà gìn giữ những cái viên di thật. Thực ra thì Hải cũng không có biết là cái viên di này của Hải do thánh nữ ban thì nó cái giá trị của nó là bao nhiêu, nó phải là những cái viên di nó đắt tiền hay không, nhưng mà nó lại có cái màu xanh của Đức Tara là vị bản tôn chính của Hải, và thánh nữ cũng là người ban cho Hải cái quán đỉnh Tara. Cho nên là với Hải nó không có cái giá, với người khác có thể là cái viên di này nó không có giá trị gì, nhưng mà với Hải thì nó mang một ý nghĩa rất là lớn, và Hải rất là trân trọng cái viên di này. Có nhiều người thực ra thì nó chỉ mang ý nghĩa tinh thần thôi, chứ Hải chưa có cái cơ hội và Hải cũng chưa có cái dịp nào đó để mà mình chứng thực cái điều mà mọi người nói rằng là viên di này luôn luôn tỏa ra năng lượng. Thì Hải không có biết, nhưng Hải biết một điều rằng là những cái viên di cổ, những cái viên di thực của người Tây Tạng thì rất là đắt tiền, và thường là họ không có bán. Họ là một cái vật, báu vật gia truyền, truyền từ đời này qua đời khác. Và khi những cái viên di này này họ được đeo liên tục trong cái cơ thể của một vị hành giả, và liên tục được hấp thụ những cái mật chú do cái vị hành giả đó đọc tụng, và nó ẩn chứa trong nó rất là nhiều những linh lực. Và thường những cái viên di xịn nó không có nuột nà như vậy đâu quý vị. Những cái viên di giả đó, à những cái viên di thật đó, thường thường nó sẽ mẻ hoặc nó sẽ bị mài mòn đi, bởi vì khi mà người Tây Tạng họ ốm, họ bị bệnh gì đó, họ không dùng thuốc, họ sẽ mài cái viên di này ra để họ uống. Thì thường thường những cái viên di mà nó lên đến hàng triệu đô la thì chưa chắc đã phải là một cái viên di mà nó trọn vẹn như thế này. Và quý vị biết rồi đó, những cái viên đó trong tay của những cái vị tỷ phú thế giới và ngôi sao võ thuật Lý Liên Kiệt, ông ấy cũng có một cái viên di có cái hình móng rồng, và thậm chí cái viên di đó lên đến hàng triệu đô la, và nó đã được thẳng Đức Đạt Lai Lạt Ma gia trì, và ông ấy đeo nó như là một vật bất ly thân. Nhưng mà rồi cuối cùng là ông ấy vẫn cứ bị bệnh ung thư. Cho nên là Hải không có dám chắc rằng là nó có thể thực sự mang lại một cái điều gì đấy mầu nhiệm, bởi vì chúng ta đều là đệ tử Phật, chúng ta biết mọi thứ là xoay quanh luật nhân quả. Nếu như cái nhân nó chưa thành cái quả thì chúng ta còn có thể dùng các pháp tu, dùng các thiện hạnh của mình để nó diệt cái nhân ác đó đi. Nhưng khi nhân nó đã trổ thành quả rồi thì không còn cách nào khác ngoài cái việc chúng ta phải hứng chịu cái điều đó. Hàng ngày chúng ta tu hành là để chúng ta tăng trưởng cái thiện lành, thiện đức, và để đánh bát đi những cái ác nghiệp của chúng ta, những cái ác nghiệp nó chưa trổ quả ra, thì nhờ cái thiện hạnh đấy nó có bị tiêu cái nhân đi. Chứ còn chúng ta không thực hành giáo pháp thì chúng ta không thể nào mà dựa vào những cái viên di này để có thể cứu rỗi cuộc đời của chúng ta được. Thì Hải thấy rằng là nó đang bị đi quá đà và nó không đúng với chính pháp. Tuy nhiên là di là một đại diện cho cái nét đẹp văn hóa của Tây 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 cái nét đẹp văn hóa của Tây Tạng. Cho nên là Hải thấy là ok, đeo nó được cũng không sao. Tuy nhiên là quý vị đừng chú tâm quá nhiều vào nó. Và đặc biệt ở Việt Nam có rất là nhiều những con buôn họ lừa, họ bán những cái viên di trị giá cả tỷ đồng, nhưng thực ra nó chỉ có 1, 2, 3 triệu, cùng lắm là vài chục triệu là cùng. Cho nên là quý vị phải tỉnh táo trong cái việc này. Ngay cả cái nhẫn này mà Hải hay đeo, nó cũng có một cái viên di mắt dê ở trên tay này, nhưng mà nó có làm gì đâu, nó để làm gì đâu, nó cũng là những cái hoạt động rất là bình thường thôi. Những đồ với Hải nó là đồ trang sức rất là bình thường, và mỗi một cái món đồ trang sức, mỗi một cái dù là như thế nào nó cũng có một cái kỷ niệm riêng đối với Hải. Chẳng hạn như chiếc vòng này, nó nhắc nhớ đến một cái kỷ niệm vừa vui lại vừa buồn đối với Hải. Chắc là những người nào đã theo dõi kênh của Hải lâu thì mọi người có theo dõi
xem cái video mà Hải nói về cái tác hại của việc sử dụng tarot một cách quá đà, và một người bạn cũng là người thầy dạy tarot cho Hải đã qua đời vì việc lạm dụng tarot. Thì đây chính là chiếc vòng mà bạn ấy tặng Hải. À, mỗi khi mà Hải đeo nó, Hải lại nhớ đến người đấy. Kỷ niệm dù là vui hay buồn thì nó vẫn là kỷ niệm. Hải không có né tránh cái điều đó. Đôi khi mình, người ta thực sự không bao giờ chết đi cả, nhưng mà người ta vẫn còn sống, một cái sự sống rất là sống động ở trong chính những cái di vật của họ như thế này. Và đây, cái nhẫn này cũng thế, Hải được một người tặng, nhưng mà đáng tiếc là cậu ấy bị bệnh tâm thần và Hải thì không có cách nào giúp họ được. Chiếc vòng này cũng thế. Cái chuỗi hạt này của Hải thì nó cũng không phải là theo cái truyền thống kim cương thừa, nhưng mà Hải đã giữ nó 16 năm và đây cũng là kỷ niệm sinh nhật 16 tuổi của Hải. Hải được một người chị rất là thân yêu tặng lại, mà Hải cũng không biết cái chất liệu của nó là gì nữa. Còn cái chuỗi hạt mà Hải vẫn hay hành trì thì cái túc số của nó rất là đặc biệt. Cái túc số của nó là Hải đã mua ở trong cái cửa tiệm của cái tộc Sakya, cái hậu duệ của Đức Phật đó, ở Nepal đó, chứ không phải là cái tộc Sakya ở Tây Tạng đâu. Cái tộc Sakya là cái hậu duệ của Đức Phật. Họ làm tượng Phật rất là đẹp, và hai cái bức tượng Phật Hải đang thờ trong nhà cũng là của tộc Sakya. Và tộc Sakya họ mới có đủ khả năng và đủ cái thẩm quyền, hay không biết phải giải thích như nào, mới có thể tạc ra được một số những bức tượng Phật đặc biệt. Cho nên là mọi thứ của Hải, đồ lớn đồ nhỏ của Hải, ví dụ như là cái chuông xoay của Hải cũng là thuộc, cũng là mua của tộc Thích Ca, chứ Hải không mua của ngoại đạo. Bởi vì khi quý vị sang Nepal, đặc biệt là Kathmandu, quý vị phải nhớ có những cái cửa tiệm của người Hindu, những cái chuông xoay của họ là chuông xoay của Hindu. Chuông xoay của Phật giáo chúng ta có thể mở những cái luân xa theo giáo pháp của Phật, nhưng nếu như chúng ta gõ những cái chuông xoay của đạo Hindu đó thì chúng ta sẽ rất dễ là làm rối loạn các kinh mạch, rất là nguy hiểm cho tính mạng, cho nên là quý vị phải cẩn trọng. Và đặc biệt cái sợi dây này là đã được Đức Nhiếp Chính của dòng Yuthok Nithin, ngài Yeshituku Rinpoche, gia trì cho Hải rất là nhiều lần tận tay ngài. Thì đó là những kỷ niệm. Và cái chuỗi hạt xà cừ này của Hải cũng thế. Hải đã được Đức Nhiếp Chính của dòng Longchen Nithin ban tặng, mà không phải là ban tặng theo cái kiểu gia trì, mà đây là chuỗi hạt của ngài. Hải không hiểu sao ngài đã ban nó cho Hải. Hải không biết. Hiếm khi có vị đạo sư nào ban cái những cái sở thuộc cái sở hữu cá nhân của ngài cho những đệ tử lắm. Nhưng Hải không nghĩ là ngài lại ban cái chuỗi hạt này cho Hải. Hải rất là quý giá. Hải rất là, đối với Hải thì nó rất là quý giá và Hải vô cùng là yêu mến nó. Mọi thứ là chỉ có như vậy thôi. Cái việc sử dụng chuỗi tràng và kết hợp với cả chày kim cương và kinh luân rất là đơn giản, tuy nhiên là sẽ mang lại rất là nhiều lợi ích cho quý vị. Thì video hôm nay chỉ có vậy thôi. Hải cũng chỉ muốn là đôi khi mình không nhất thiết là phải đọc sách, mà mình sẽ kể những cái câu chuyện nho nhỏ, những cái cách thực hành nho nhỏ để cho quý vị có thể xem và có thể giải trí vậy thôi. Hải xin dừng video ở đây. Xin chúc quý vị một ngày an lành, cũng như sống trong ánh sáng giáo pháp từ bi của Đức Phật. Và xin hẹn quý vị trong những video kế tiếp. Và xin kính chào quý vị.